Hello, xin chào cả nhà. Hiện tại đây đang ở tại vườn của anh Nhật ở Châu Thành, An Giang. Thì cái cây này là do đây mới ra tay xử nó. Sẵn quay lại chia sẻ với cả nhà luôn. Thì thứ nhất là những cái cành mà sát mặt đất tâm này nè, nó hủng cho này nè, nhỏ nhỏ nè, mình bỏ nha. Cái cành này là hai cành song song này sát nhau nè, này bỏ luôn. Đó. Rồi đây. Tâm nè, bỏ nè. Bỏ nè. Bỏ luôn. Cành này nó bị khuất rồi, tâm mà nó bị khuất ở trong đây nè, các bạn thấy không? Cho nên là mình bỏ luôn, bỏ. À, thì bắt đầu mình bấm đầu cành vượt. Thì mình không có tỉa ở trong đây, mình tỉa xương xương đi ra đây thôi ha, chứ mình không có tỉa ra hết ngoài kia luôn. Tại vì nó thiếu lá, cành nó sẽ không lớn, nó bị sự. Mình sẽ tới đây thôi. Đó, cái nào thì che hay đóng tưới thì mình tỉa. Rồi cái này nè, cái nhà thấy không? Thì cắt bỏ đây nè, nằm ở sát trong thân cắt bỏ nè. Chừa cái này lại, sau này cành để trái nè, cái này to nè, đó, thì bỏ một số tâm nhỏ nè, và bấm đầu trên đó ha, đó, tương tự đây, thì bấm đầu trên đó, thấy cái nhà thấy không? Rồi này, bấm đầu trên đây luôn, nha, nhà thấy không? Đó, mà tỉa vô một số cành tâm nhỏ nhỏ trong đây, đừng có tỉa hết ngoài kia nha, để cho lá mình kia nó quang hợp, đó mình chừa những cái tay bự như thế này nè, sau này những cái tay bự như thế này nó trái nè. Thì khi mà lá già đó là cả nhà bắt đầu cái nhà đi tỉa cho này, cái chăm sóc của này là vậy đó, cái nhà là đi tỉa cho mình nè, tỉa xong rồi mình dọn ra nó cho nó thông thoáng hết ha, xong bắt đầu mình xịt nấm, xịt cái chế phẩm sinh học trồng nano của này đang sử dụng của Nhật Bản đó, mình xịt xong là 5 ngày sau là bắt đầu mình đưa cái thằng bộ dinh dưỡng của này vô ha. Thì khi mà cái lá này nói chưa, cái lá này nè, nó bị rong rêu địa y ha, nấm hồng này kia đó, thì mình xịt cái chế phẩm sinh học đồng nano đó, đồng vi lượng đồng đó, thì nó sẽ giải quyết những cái bệnh đó. Thì cái lá này nè, cái bề mặt nấm bám đây nè, khi mình xịt cái lá này nó khỏe nè, nó xanh lên. Thì khi mình đưa 5 ngày sau mình đưa cái bộ dưỡng vô là cái lá này hấp thụ dinh dưỡng rất là mạnh đó, rất là mạnh, nó làm cho cái cơ đột của mình nó đi cơ rất là khỏe ha. Thì khi mà mình cắt tỉa xong á, thì ở dưới là bắt đầu mình đưa si vô, mình đưa hữu cơ vô, hoặc là các dòng dinh dưỡng amino á, cái amino mà organic platinum á, mà đầy giới thiệu cho các bạn đó, cái nhà đó, là mình tưới nó trước, rồi mình tưới si, rồi mình đưa hữu cơ vô, thì cây sẽ đi đọt ở trên, thì mình xịt bộ dưỡng đọt cộng với phòng côn trùng nha, và xong rồi cây chúng ta nó rất là đẹp. Thì cái chu kỳ mà lặp lại là từ khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng thì mình làm một lần theo hữu cơ đọt, thì cái cây của mình nó sẽ phải phát triển rất là khỏe ha. Đó, quản lý cơ đọt tốt, đó là cái quy trình mà chăm sóc hiện tại thì đang áp dụng cho những vườn mà đây đang làm, và nó đang mang lại cái hiệu quả rất là tốt ha. Rồi đây, xin kết thúc video tại đây nha. Cả nhà ủng hộ nhớ đăng ký kênh để ủng hộ đầy sầu riêng, kênh chia sẻ những kiến thức chăm sóc kỹ thuật về canh tác theo hướng hữu cơ nha. Cảm ơn các bạn.